Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game mới Epic Magician TV. Mình sẽ chia sẻ cho anh em đội hình đi map mạnh nhất hiện tại. Đây cho anh em xem mặc này của mình. Arc V3. Đây vào phần lạp luôn. À nhầm, đây là tích tiêu. Ngày 8 thì nó lại tiếp tục ra sự kiện tích tiêu. Mốc cuối là 30k. Nhưng mà thấy anh em bảo là sự kiện tiêu này khá cùi. Cũng may là được Lasso. Lasso kiểu gì anh em cày cùng chơi. Về sau ấy, sự kiện cũng là tiêu 30k kim cương, nhưng mà quà nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Còn về phần tướng thì nó sẽ cho thêm mèo 2F rất là ngon. Mèo 2F thì tương đương với một copy. À khoan á, nó reset lại gói tích lạp anh em ơi. Nói chung là này của mình mới lạp 60, ngày đổi 300 điểm VIP phải không? Đây 60 trên 600. Để cho anh em xem ạc này mình đang chụp map ở server 1. Mình nhớ mai mình cũng đăng bài trên nhóm nhưng mà chưa duyệt. Đấy anh em thấy gì chưa? Top 1 18.47. Đây top 2 kém mình một map 17.55. Top 3 16.55. Top 3 cộng với 4 cùng map này. Top 5 16.38. Top 6 15.52. Top 7 15.40. Top 8 15.36. Đây bạn top 9 vừa qua 14.45 này. Chắc là số anh em mới chơi sẽ bị kẹt 14.45. Mình nhớ mình có ra video mình leo map 14.45. Mình nhớ có hai trận hình. Trận hình đầu tiên là đánh qua dòng đen chỉ còn có chấm máu thôi. Ai đấy anh em phải giết được dòng đen mới win được. Còn trận sau thì là Lasso cũng còn chấm máu. Nhưng mà quay xong video mình dùng trận đấy qua luôn. Còn về lực chiến thì hiện tại mình đang top 4. Đằng này mình đi map cao, tối ưu thẻ tăng sao. Tăng cấp tướng này lực chiến khá là cao so với anh em map thấp. Lạp đầu ngày 8 822k. Mở này là mình build dồn. Nếu mở chia thêm tí đồ chắc là sẽ lên tầm 850 đến 900. Về bạn top 1 1.132k. Tính ra game này CM1 hơi ít anh em top. Nhiều game anh em còn phải tránh CM1 ra. Mở tính ra 15 ở đây đa số CM1. Các game mình thấy khá là ít top. Chắc là đa số anh em tránh S1 ra. Chơi S2, S3. Thế thành ra nhiều game S1 khá là cùi. Ở khoan hát thư gì đây? Ôi ôi, tưởng thư sự kiện tháp cơ. Cái game này ở server mình bị lỗi cái tháp em ơi. Đây cái tính năng thành phố trên mây. Mình nhớ là được top 2. Qua top 1 176. Mình 171. Còn bạn top 2 là 170. Nếu mình cố thêm một tí khéo khi lên được top 1. Đây còn về đội hình mình sẽ vào luôn map cho anh em xem. Bây giờ mình đi map đôi khi mình còn auto em ơi. Đây cho anh em xem luôn. Bình thường mấy map dế mình cứ auto thôi. Auto này nó không đánh ở trận, nó chỉ đánh tầm giữa trận thôi. Kiểu như bình thường anh em thao tác như nào thì anh em làm như vậy. Rồi anh em quay lại. Về sau chỉ cần click là nó tự đánh thôi. Thế rất là easy luôn em ơi. Giờ mà anh em chỉnh từng cái một. Rất là mệt luôn. Nếu mà chơi trên PC, anh em xem anh em dùng kỹ năng như nào. Rồi anh em ạ quay lại. Xong rồi sau anh em chạy là được. Ôi ra rồi. Cái này mạnh quá mày. Vừa vào đã bị sốc đêm chết con thổ dân. Nên là cái auto này của mình bị lỗi mày. Nó không chạy lần lượt nên chắc chắn nó bị lỗi. Đấy, lỗi vẫn chém như bình thường. Cho chém hết đi. Cái này có con rồng đen. Lại thêm con tanh hát đét nên là hơi căng em ơi. Cộng với con cuối cùng nó có khống chế nữa. Nói chung là hơi căng. Game này anh em mà chưa chơi Neon thì lên luôn cho mình. Về sau mình sẽ cho HD tank chính, Leon tank phụ. Đấy xong rồi. Đấy mình auto đến đoạn này thôi. Toang ghê nhở. Rồng đen vẫn chưa bị đóng băng. Thế chắc mình đánh thường đi. Đi luôn con kia này. Để cho Leon đóng băng con rồng đen. Xui ghê nhở không đóng băng. Ôi Leon lại bị choáng nữa. Đen hết phần của thiên hạ. Một xiên này. Mày quá không bị đóng đinh. Nhưng mà bị mất hiệu ứng vô địch em ơi. Ôi xong chết Leon rồi. Xui ghê nhở. Nếu mà không chết Leon. Có Leon phần trăm win cao hơn rất là nhiều. Đã còn không cả liên kích. Đấy auto còn gần qua. Nói chung là ải này đánh tay auto qua. Chắc phải tầm 3-4 lần mới qua được. Một xiên này. Hạt đen này có một lần vô địch không mày? Càng đấy. Một đấm. Ôi không liên kích. Xui quá nhở.
Hades gần chết rồi. Như nào bây giờ nhỉ? Dùng cái lăng lộ này. Một xiên. À quá đã. Con kia đánh thường đơn hay gì nhỉ? May quá, có vô địch của em ơi. Tí tèo. Ui không liên kích, xui hết nhỉ. Một đấm này. Không chết. May quá chết rồi. Thế như là lượt cuối vô địch. Nếu mà không bạo, không liên kích là thua. Bao kích. Liên kích. Thua. Thua em ơi. Đấy. Ai này chỉ cần hết một tí là mình qua. Nói chung là hiện tại bây giờ mình vẫn leo được. Chắc là mình sẽ cố leo hết map 18 ngày hôm nay. 18.70. Map 18 này qua mỗi đợt anh em sẽ được 600 kim cương. Còn map 17 mình nhớ là 500. Đây hôm nay mình đã lên 14k kim cương. Mở trong phần tiêu kim cương. Như mình tiêu 10k rồi sao nhỉ? À quên. Bên phúc lợi cơ. Nhầm. Đây mình tiêu 9.3. Thêm một tí nữa là xong mốc 10. Thần khí hy vọng là ra tai nghe mày. Hiện tại này mình mới có 2 tai nghe. Đang cần thêm 2 tai nghe nữa để tối ưu sự kiện đánh bốt Mavis. À khoan á. À dương ngẫu nhiên mày. Không phải dương chọn. Đây khiêu chiến bốt Mavis này. Về khiêu chiến bốt Mavis mình đã làm video đấy. Chắc là từ video này. Khiêu chiến bốt Mavis cộng với mấy dương cuối câu chuyện mình sẽ để ở cuối video cho anh em dễ tìm. Khá nhiều anh em hỏi mình về hai vấn đề này. Nên chắc mình sẽ để ở cuối mỗi video. Còn về phần tướng khá dễ thôi. Đầu tiên ấy, anh em chú ý cho mình tăng cơ HS. Khá là quan trọng ấy. Tại vì HS này khi anh em thức tỉnh các thứ thì nó sẽ có bộ lần vô địch. Anh em đeo thêm thần khí dưới 50% HP máu. Tăng thêm 20% HP bản thân. Tối ưu khá nhiều. Còn về phần trang bị anh em cố gắng thiết kế nó sẽ HP. Để mình cho đeo 4 món HP. Tăng thêm 4-5% HP. Bộ 2 là 15%. 4 món là 30%. Tổng cộng là 4-5%. Rất là ngon em ơi. Còn về Leon này. Về sau anh em thiết kế cho mình bộ thủ là ngon nhất. Tại vì lộ tại đa số nó liên quan đến thủ. Nhà đầu tiên là HD này. HD này anh em build sau đêm chính Nasus. Lúc đầu anh em cứ dồn max Nasus lên. Rồi anh em up level thôi. Tiếp đến là tanh phụ Leon. Leon này lúc đầu mình đọc kỹ năng ở cái bị động thứ 3. Lúc bị công có 55% khiến kẻ công đóng 30 hiệp. Nhưng mà thực tế Leon này đánh thường cũng có tỷ lệ đóng băng em ơi. Rất là ngon luôn. Về Leon này thì anh em build thứ 3 sau HDS. Tiếp đến anh em chú ý cho mình ở thổ dân bên. Thổ dân này nếu mở VK thì anh em lên cao cao một tí. Tại vì không lên cao anh em sẽ bị sốc đêm. Còn đi mát thì không nhất thiết anh em phải lên cao. Và quan trọng thổ dân anh em chú ý cho mình ở thần khí tai nghe. Đánh thường thì nó sẽ xóa hiệu ứng của một tướng địch. Nếu mà có liên kích thì nó sẽ xóa hai lần. Anh em thấy ngon không? Nhiều anh em mà không để ý cái này thì chú ý cho mình. Về Zuvia hiện tại mình thấy búp máu ngon nhất. Zuvia hiện tại mình búp được 103k máu. Mở công nó chỉ có 2k8 cộng với 2k3. Cứ cho là 3k2 đi, không nhiều. Về kỹ năng nó sẽ búp 2000% công. Nếu mà Zuvia anh em mở thiết kế được lên 10.000 công thì nó búp máu team hơn 200k. Mời tại Leon HP có 160. Để Hades 260 này. Còn Lancer thì 250. Tính ra giờ Zuvia mở thiết kế lên tầm 13k công thì nó sẽ búp một phát full cây team luôn. Anh em thấy ngon không? Ngoài ra anh em chú ý thêm cho mình vài con Asobot. Đầu tiên chắc chắn là búp vô địch Mavis rồi. Không có hầu như là anh em sẽ không đi map được cao. Tiếp đến anh em chú ý cho mình Marco. À nhầm, Makazo. Makazo này ở cái kỹ năng thức tỉnh. Dùng tất sát sẽ xóa ngay tất cả hiệu ứng xấu phe ta. Toàn thể nhận khiên hấp thu sát thương bằng 20% HP tối đa bản thân. Tức là Makazo này anh em đeo set HP sẽ thêm khá nhiều khiên HP. Và đầu game trước khi có Mavis thì anh em chú ý cho mình Wendy. Wendy lại ở cái kỹ năng thức tỉnh sẽ có 30% xóa vô địch của tiên địch. Và chú ý thêm cho mình tóc xanh file này. File này dùng kỹ năng nó sẽ búp cho team 15% thanh hành động. Đầu game cũng được nhưng mà về sau không có slot nên tạm thời sẽ bỏ qua. Tiếp đến anh em chú ý cho mình Blue.
Bởi lúc này búp cũng thuộc dạng tầm trung thôi, không ngon quá. Nhưng mà quan trọng nó sẽ giữ một vị trí trong core của HS. Đây cho em xem. Cái lăng này. Đây. Khi anh em lên trận HS bên cộng với Blue là đủ 3 tướng. Anh em sẽ tăng thêm 60% kháng hiệu ứng. Và khi lên hố điện 5 thì sẽ lên 120%. Lúc đầu anh em cố gắng thiết kế lên hố điện cộng 6 3 con là có 120% kháng hiệu ứng. Đánh mấy trận mà có rồng đen hay là mấy con khống chế nó sẽ mượt hơn. Rồng đen cộng với Leon ấy. Khi anh em mở lên được 3 tướng cộng 9, nó sẽ lên 200%. 200% này đa số anh em sẽ không bị dính hiệu ứng. Tính ra bên chắc chắn lên được rồi. Khó ở HDS cộng với Blue thôi. Anh em mở hên quay ra hai tướng mối loại là sẽ lên được cộng 6. Và anh em chú ý thêm cho mình core của Makazu nữa. Rất là quan trọng mình. Game này mấy cái phần trăm kỹ năng chính là nó sẽ tính tổng của tất cả chỉ số bên ngoài vào trong rồi nó sẽ nhân lên. Nên là nó tăng cực nhiều luôn. Khi có 3 tướng sẽ tăng thêm 15% sát thương bạo toàn team. Đưa lên cộng 6 sẽ tăng lên 25%. Tăng gần gấp đôi em ơi, rất là nhiều luôn. Và lên cộng 9 sẽ tăng lên 40%. 40% này nó ích lên rất là nhiều đêm. Còn về đi đấu trường ấy thì nó sẽ tăng thêm HP. Co tướng AS thì nó sẽ tăng thêm 60%, 120% và cuối cùng là 200%. Còn là tướng AS thì nó chỉ tăng thêm 40% mốc đầu thôi. Mình nhớ mốc cuối nó chỉ tăng thêm có 100%. Về thức tỉnh ấy, thì mấy con gần anh em chỉ cần thức tỉnh 1 sao thôi. Rồi anh em dồn mắc đêm chính. Mavis thức tỉnh 1 không cần lưng, chỉ cần cho vào trong hỗ trợ thôi. Mình thấy khá nhiều anh em lưng Mavis khá là phí. Anh em để lưng mấy con trong team mà sẽ ngon hơn. Mấy con lên trận đấy. Makazu chắc chắn là lên rồi. Còn về Granny nếu mà anh em kẻ đái vô địch thì anh em lên. Còn không thì anh em không cần lên. Còn về Julia, nếu mà thừa anh em cứ thức tỉnh đi. Hiệu quả hồi phục nhận được trong trận tăng 25%. Khá ngon em ơi. Tăng thêm 1 phần 4 máu. Tức là hiện tại mình ở búp 103k. Sẽ thêm 25k. Là gần 130k. Ngon thế nhở. Xem đủ vé thức tỉnh chưa. Ôi hai vé trên 20. Còn thiếu tận 18 vé nữa. Còn nào về Leon mình xem nào. Mình quên em ơi. Lúc tấn công luôn hút 3% thủ tối đa 5 lần. Tức là mắc là 15%. Cũng được. Đa số anh em sẽ để con tanh hàng trước. Nên là lúc đầu mà phi được con tanh 5 lần là tăng thêm khá nhiều. Mà không biết map thủ nó có cao nhỉ? Nếu mà cao thì Leon cực trâu luôn. Về sau mà thiết kế đủ hết đồ đạc thì anh em cho full đồ thủ thần khí cũng tăng thủ em ơi. Đây về phần tướng anh em chỉ cần chú ý cho mình thôi. Còn về trên hình anh em mà xem đầu video cũng biết. Để cho anh em xem lại. Đầu tiên là tanh HDS, hỗ trợ Lasu, tiếp đến là Leon, hỗ trợ Makazu, tiếp là Thổ Dân, hỗ trợ Zubia, và cuối cùng là Lasert, hỗ trợ Mavis. Mavis này, khi mở tướng chín chết thì nó sẽ không kích hoạt đầu tại, nên là anh em phải để ở vị trí cuối cho mình, chú ý nhá. Còn là bình thường hay đánh, mình hay dùng cái lăng Lasert này, xong dùng cái lăng của con HDS, xong dùng búp máu Zubia. Búp khiên Makazu. Nhưng mà trận nếu mà có con khống chế Leon thì mình sẽ không dùng cái lăng của Makazu. Mình để dành. Để đêm chính mà bị choáng thì mình sẽ dùng cái lăng để xóa. Đấy nó chỉ có như vậy thôi. Đấy nha, mình lại auto tiếp cho anh em xem.
Nếu anh em mà muốn dồn đêm thì chú ý cho mình team này. Đầu tiên là core sát thương bạo chắc chắn là có rồi. Nếu anh em thiết kế lên được 200% hay là 40% cực phẩm luôn. Và anh em chú ý cho mình core tướng A. Con này khi dùng kỹ năng nó sẽ búp 40% tấn công cho đoàn team, khá là ngon. Nhất là về sau anh em có 2-3 đêm. Để cho em xem nhé. Đầu tiên là Lasu trong core level 1 này. Một xiên tê liệt cả bốn con. Đấy nhá, chết. Tăng thêm 30% công thì phá này. Quan trọng là công này nó được cộng rồi em ơi. Anh em chú ý cái thanh kiếm này. Thanh kiếm một hiệp phải không? Đây em chú ý nhá. Đấy, sẽ có thêm một thanh kiếm hai hiệp nữa. Thanh kiếm số 2 này nó tăng thêm 40% công. Của là Mavis mình nhớ như là 30 nhỉ. Anh em chú ý đêm đánh thường. Chú ý số này. Đấy, đêm cuối 290k, bạo kích 620k. Anh em thấy phê không? Đấy, một phát gần chết luôn này. Còn là bình thường ấy, nó đêm chắc là không được lửa máu đâu. Một đấm này. Ôi, su ghê nhờ, không liên kích. Dùng cái lăng hôn này. Vừa mình đấm phát được 3 là 290 mà không? Đây có thêm 30% công. Một xiên này. Đây em chú ý đêm nhá, đêm 3. 259, 246. Mới như con này thủ nó thấp hơn thì phải. Đóng măng, mày quá. 196, đấy. Anh em thấy chênh nhiều không? Chênh rất là nhiều luôn. 196 phải không? 196 này. Đây nha, anh em chú ý cho mình. Leon vừa chết lại tăng thêm 30% công. Một đấm 330k. Anh em thấy nào? Từ 190k lên 330k, tăng gần gấp đôi sát thương. Đây anh em tham khảo cho mình ở trận sốc đêm. Trận này chủ yếu là HD anh em không tanh được. Đấy vì giờ anh em chú ý cho mình đội hình này. Cuối ô sẽ là mấy cái quan trọng như là khiêu chiến bot Mavis cộng với dương cuối cốt truyện từ 1 đến 12. Ok. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
Through the highways, till my shadow turns to sun rays.